Đài Loan là xe cũ, cái xe mà mua lâu rồi đó, là biển số 11, 2, 3, 4, 5, 6. Còn xe mới á, biển số là 7 số. Còn xe mà thuê xe dịch vụ á, là chữ R đầu tiên. Thì company Taxi. thì taxi. Chữ E đầu tiên là electronic car, còn chữ T là taxi, chữ R là rent car, R rent car là Grab, Uber rồi đó. Nó được được dặn chỗ này nè, cái chỗ ngã tư này nè là vắng lắm nha, hầu ít xe chạy lắm và người ta không có dừng đèn đỏ. Còn ở Việt Nam á, là ngã tư này là ta dừng đèn đỏ hết rồi, không có xe chạy rồi, nói đâu có ai chạy qua đâu. In Việt Nam, if no not crowded traffic, they will go back through the red light. But some people where when you are red and you pass the other car were using this to police, then you will get fucked. You have to pay the They have camera. Camera here. You can send the video to police and they have a website. Some people will do like this, so you have to careful. Oh, very good. Ở đây người ta có camera hành trình nha. Thì ai mà vượt đèn đỏ thì cái người ở có camera hành trình sẽ gửi cái đoạn video đó lên trên trang web của công an. Thì công an họ sẽ bắt cái xe đó, phạt, nộp phạt. Good, very good. I want to Vietnam apply like in Taiwan. Maybe I will send many car and motorbike to the website. And some people, I remember when they send the picture, for some people will through the trash when he riding or driving, then some people will catch a picture to government, not police, the other office. Then they will get a fine, but if I post the video or picture, then I can get. I'm not sure how many percent. I Some see. people will use this to earn money. Got it. Là cái người gửi người gửi video lên cảnh sát sẽ được nhận tiền thưởng, nhưng mà không biết là bao nhiêu phần trăm nha. Đó, đâu có ai vừa đi nói đâu. No one but through the red light.